shit regardless. Nói thật là sống đến tuổi 24, tôi chưa thấy một người nào chê hương vị của trà đào. Và đó cũng giải thích cho tôi hiểu rằng vì sao trà đào lại có thể trở thành một trào lưu nhanh đến vậy. Bài học hôm nay, trà đào đá. Tôi là Đỗ Duy, giảng viên pha chế và là người tư vấn những món đồ uống hiệu quả nhất trong kinh doanh. Và đây là Pha Chế Online, nơi mà các bạn được học công thức đồ uống, cốt thấp, lãi cao. Bước 1. Ủ trà, cho một tép trà đào vào bình lắc. Rót 120ml nước sôi vào bình lắc. Ủ trong 5 phút. Bước 2, tạo vị và làm lạnh. Bỏ tép trà. Rót 10ml đường. Siro đào. Rót vào bình lắc. Cho 2 viên đá to vào bình lắc. Lắc bình lắc. Rót ra cốc. Hoàn thành bước 2. Bước 3, trang trí và phục vụ. Phục vụ kèm một ống hút dài. Giải đá bào lên miệng cốc. Sử dụng một miếng đào. Cắt đôi. Sử dụng một nửa, cắt thành 4 lát. Gài 4 lát này lên miệng ly. Hoàn thành.
cho một tép trà đào vào bình lắc, rót 120ml nước sôi vào bình lắc, ủ trong 5 phút. Bước 2, tạo vị và làm lạnh. Bỏ tép trà, rót 10ml đường và 20ml siro đào vào bình lắc, cho viên đá vào bình, lắc bình lắc, rót ra cốc. Bước 3, trang trí và phục vụ. Phục vụ kèm ống hút dài, giải đá vào lên miệng cốc, thái nửa miếng đào thành 4 lát và gài trên miệng cốc.